Hải đi ăn mạnh chấm đỡ đâu Hải, chấm đỡ là này, chấm cho nó ngọt thôi, vừa vừa thôi, đừng để cho nó cay quá. Ớt này thì màu nó đẹp đấy cô bác, chứ không có được cay lắm đâu. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sáng hôm nay thì cháu Lực có gọi là ba anh em xuống là cùng cháu Lực đi chợ phiên nữa. Một tí nữa thì sẽ đưa em Quân là đi mua một số đồ, còn em Hải và em Sử thì cháu Lực gọi xuống là cùng cháu Lực để đi vào chợ phiên xem có món gì không để mua cho các em ấy ăn. Cô bác ạ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Đấy rồi, đấy, bây giờ thì ba anh em mình đi chợ phiên đi nhỉ. Đấy, đi, đi trước đi. Bây giờ thì sẽ đi mua đồ cho em Quân trước cô bác này. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của một bác là nhờ cháu Lực đi vào mua cho em Quân một tấm đệm với lại thêm một cái chăn nữa. Ôi. Anh ơi, đây có chăn không anh? Anh chăn kia, chăn anh đúng không? Thật mà này Quân. Ôi, Hải đâu rồi? À, Hải đây à? Đấy, tí nữa thì mua đồ cho Quân xong thì ba anh em sẽ đi dạo chợ phiên một vòng, xong là sẽ đi vào để ăn các bác ạ. Vâng. Đấy. Cho em một cái màn này chị. Cái này bao nhiêu ấy? Cái này 60.000. Cái này mét 2 à? Cái loại có loại to hơn không? Chị lấy cho em một cái loại to hơn. Rồi lấy thêm đệm nữa. Em lấy đệm mét mấy đấy? Cho em mét 6 đi, có mét 6 không? Đây, mét 6, em lấy mỏng hết rồi. Đây, lấy cho em cái này. Em lấy cả chân à? Có, lấy em lấy cả chân nữa. Em lấy chân đấy. Cái đấy chân mỏng. Chân mỏng à? Cái này dài hơn đúng không? Cái đấy, cái đấy. Lấy loại này đi, lấy loại này Quân nhá. Em bỏ ra đi. Đấy, em bỏ ra đi, cho cô bỏ ra. Này thì chị có cả ga luôn không chị? Có hết em. Chân đây là mét mấy chị? Chân đây là mét 6-2 mét rồi. Mét 6-2 mét à? Thế chị lấy cho em một cái chân đấy đi. Cộng thêm một cái tấm đệm là mét 6 nữa. Quân có mua cái này không? Mua luôn. Đấy, ông lọ thì quần áo thì cháu Lực cũng mới mua cho em Quân với lại về hiếu xong và cũng được rất là nhiều cô bác có gửi quần áo thêm nữa thì hôm nay cháu Lực sẽ không có mua quần áo cho em nữa. Cặp trẻ con thì nhìn là rất là đẹp các bác này. Trẻ con đi học thì chỉ có đựng sứa lại đựng kẹo là nhiều thôi. Hả? Không ăn bông gửi mà. Ở đây chị không bán bánh kẹo luôn à? Không. Đấy, bây giờ thì chắc là đi mua cho bé Hiếu với lại ông bà thêm chút bánh kẹo nữa. Mua cho cả Hải với Sử nó luôn. Đi ra lên trên này lượm bánh tí đi Quân. Chị bỏ để cho em nhá. Là cái đồ mà. Ông với bà thì chắc là chỉ ăn được cái bánh này thôi nhỉ. Đây thì sẽ là hai hộp cho Quân một hộp, cho
sử một hộp các bác ạ. Quần thì cũng mang về cho ông bà, còn em Sử với em Hải thì là cũng là mang về cho ông bà luôn. Chị bỏ anh hai túi thôi. Ôi Hải đâu rồi nhỉ? Hải ơi. Hải ơi. Cái này mới ấy mà túi à? Vâng. Bụi mi thì tao thì. Ai không đây này, hai cái này là một túi. À. Hôm nay thì không có cầm theo tiền mặt thì chắc là chuyển khoản cho cô thôi. Bây giờ cái khúc này thì cháu Lực sẽ dừng lại cái hình một chút để chuyển khoản cho cô đó. Đó. Đây là màn mét mấy chị? Cái này. Cái này chị lấy luôn cho cái mét 8. Mét 8 à? Mình là mét 6 thôi nhưng mà chị cho em luôn cái mét 8. Vâng. Cái này là mét 8. Vâng. Còn như cái đệm với lại chăn màn thì cháu Lực cũng đã mua lên cho em Hải với lại em Sử rồi. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được thêm một cái phần quà nữa của một bác là ở bên Mỹ. Bác Quang ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực là 100 đô. Thì có bảo là đi mua cái màn này, mua chăn này và mua đệm để cho em Quân. Của em là bao tiền đấy chị? 950, chị này 900. 950 à? Cái đệm này là bao tiền? Đệm 350. Cái chăn này của chị 400. Đệm 350, chăn là 400 à? Vẫn màn. Vẫn màn 100g 100 thì chị bớt đấy thì bớt 50 rồi. Bớt 50 rồi à? Ừ. Cái gà thì chị cho không à? Không, có nghĩa là tổng cộng vẫn là 950 à. Chị bớt cho em 50. Là em đưa chị 900 đúng không? Rồi. Chị thì mua ở đây quen rồi, thành ra là chị bớt cho 50.000. Em gửi đây xong một tí em lấy được không? Vâng. Đây cầm bánh kẹo đi. Để đây cũng được. Hả? Để đây cũng được. Bánh kẹo thì cầm đi. Chị để đây tí xong tí em mới lấy nhá. Thế bây giờ thì sẽ đưa các em đi vào vòng chợ phiên một chuyến cô bác ạ. Quần áo thì hôm nọ cũng cháu Lực cũng đã vừa mới mua xong thôi. Tôi hôm nay thì không có đi mua nữa. Chỉ đưa các em là đi ra chợ phiên xong là một tí nữa đi ăn uống thôi cô bác ạ. Sao Hải với Quân đi nhanh đấy? Hả? Hôm nay đi xem là có cái đồ gì và đặc sản không cô bác. Như hôm nọ Quân thì đi kiếm cái củ này đúng không? Ăn quay phim không? Đây cô bác này, hôm nọ thì Quân là đi kiếm cái củ này về để bán này. Ở đây thì không biết là chú này là bán như thế nào và giá bao nhiêu. Cái củ này thì bà con thì lấy nhuộm vải với cô bác. Và cô bác có thể nhìn thấy tất cả bà con ở đây thì toàn mặc những cái bộ quần áo truyền thống của dân tộc Nùng thôi. Hôm nay thì cháu được thấy cái củ này bán rất là nhiều anh. Hôm nay thì có vẻ là đông hơn cô bác ạ, ngày chợ hôm nay ấy. Mọi lần cùng các em ra thì ít người hơn. Có vẻ là phải chen chúc một chút đấy. Đồ thì đã mua xong rồi. Và bây giờ thì đưa các em là đi vòng chợ phiên một lần để đồ hứa chứ nào. May thì có vẻ là khá là đông và nhiều hơn các bác này. Ở dưới kia thì bà con hay bán đồ đồ đặc sản ở vùng cao là nhiều hơn ở dưới kia. Đừng đi lạc mất nhau nhá. Đi đâu? Hả? Khán này hả? Nay mà cứ nữ. Như này. Con tô đó được hai đấy. Bạc hà chứ mấy, bạc hà chứ mấy. Bạc hà? Con nhàn chảy rồi nhỉ? Này để lít rồi đấy à? Này bộ để lít đấy nè.
lăng à, đây này cô bác này, đây thì là những cái chai mật ong mà tự nhiên là bà con mang ra chợ bán trong những ngày chợ. À, lần này mì tương mung mẹ. Bố lên làm là tương mung cơ. Tương mung là một cái nữa. Hả? Tương mung là cái sữa. Lên làm vào túi là có mung nha, lên nung một chén. Làm nào chén, bố lên làm nào chén. Cho mẹ đây là đây. Cấp hả? Bố lên làm nào cậu, làm nào tương cái mà lên khảm khả lên. Nhìn mẹ này. Phải nhìn con, hát chỗ kia mà, phải mà còn hát chỗ. Cái à mi mà không bị giăng mà. Ủa bộ bay mi thưởng cho hai làm mà. Ủa bộ mi thưởng cháu thay chân con này. Cháu nhung mini mà đang à. Ồ. Mini là cái gì à đấy. Cái à đó à ổn đi đi hết. Cái à chế năm hương. Này xin nó ổn à. Xuống trái lên xuống mà hai cái khỏe à bác. Cho khai là xuống trái luôn. Hả? Con còn có khai còn sốc còn chết đấy. Cho khai là xuống trái luôn. À đây thì là bác là bán một chai này này. Bác này. Đi cho năm năm sở năm hè. Cho à chị đến năm giếng hưng. À chị con nên khâu ấy năm giếng. Nhưng mà nó chưa có xong rồi ăn. Cái này là à ở đây chứ cho tâm nào. Không ai, vâng. Không cái này áo hoàn. Áo hoàn cô bây giờ đi mì mà muốn lại tướng. Ờ, ha mà chưa, cho nó thần thức. Cho nó thần thức. Cô mà đưa trái làm nó luôn. Ờ, bố không. Quán thái quả xuất hết đấy. Hả? Đây thì một tí nữa quay lại là lấy hộ bà sâu cô bác ạ. Cùng các em là đi ra xem có thêm những cái đồ gì không. Ở đây thì các bác cũng mang ra ớt ra bán này cô bác này. Đây là những cái quả mướp đắng. Này khai cờ bác nè. Cái thầy á, ô lắm anh nhỉ. Đây thì là như kiểu là mướp đắng rừng này của bác này, mướp đắng này thì mang về xào thì cũng ăn rất là ngon. Thôi thì cháu được sẽ mua hộ là bác luôn. Đây cầm một anh đi. Ô làm bò luôn kìa. Đây thì các cô là bán luôn cả rượu này cô bác này. Ở cái hàng này, thì là các cô là bán rượu này. Đây là những cái bộ truyền thống trang phục của người đồng bào dân tộc Nùng cô bác này. Đến ngày chợ hay là ngày gì thì bà con mới mặc thôi. Này hủy cả thằng này bác. Hả? Có cả nên nè. Đây giống như cái quả hạt ốc chó này các bác này, không như là không biết là có phải không. Ồ. Quân thử ăn đây nào. Như nào? Cái hạt này các bác này như kiểu hạt ốc chó luôn này, nhưng mà không có phải ăn của nó giống là cảm giác là hơi ăn giống lạc một chút cô bác ạ. Này không? Bố có cả bác nè. Ôi ăn bún bác nè. Ôi ăn bún à bà. Ở đây thì có à bà. Đây thì bà bán cả hạt mắc khén này cô bác này. Mắc khén này thì rất là thơm. Ở đây thì nếu mà có cô bác nào mà muốn mua những cái đặc sản ở vùng cao thì có thể là điện cho cháu Lực và nhờ và cháu Lực hả? Và cuối tuần thì bà con ra bán thì cháu Lực sẽ đi ra mua hộ là gửi cho tất cả quý ông bà. Hạt mắc khén này thì rất là thơm quá ạ. Ướp gia vị nướng lên thì rất là thơm. Hình như ôi từng lấy thảm bụng á. Ờ. Cho làm đấy kìa. Hải ăn thử đi. Anh em bóc cho Hải nhá. Bóc cho xử luôn.
Phải răng phải khỏe thì mới bóc được đấy cô bác ạ. 16 là 6 là. Ôi, một cơ sáo đây nhé. Đây thì bà là à, lớn tuổi rồi thì cháu Lực sẽ hộ bà là mua luôn. Chắc là đi nhà. Này đây bây giờ mai nãy. Đi cha à? Đi chị hẹn cha nào ạ? Ồ. Đi cà phong nữa mà tuổi cho là đi cà phong nữa. Hay tiếp chén đi. Ồ. Ô chín mà có là một nó ơi. Ờ ba nó rồi nào. Giá chỉ là bên nó này là thứ sao chín. Chín bên đây là mày tổ ba ơ. Tổ ba ơ. Nga ba. Này hai. Thử đi. Chín là này là đây nó. Đây bà. Thế ở đây thì các bác là cũng mang hết cả rau dền này, rau muống này ra ngoài chợ để bán này cô bác này. Đây thì là rượu à cô? Rượu à chị? Rượu này bán phép bao tiền? Sáng nào? Đây thì là những chai rượu mà các cô thì mang chợ là ngày chợ để bán luôn. Cháu Lực thì không có uống rượu thì không có mua được cái vấn đề này. Ừ. Còn đây là những nút quay video bao na, nút quay video bao, nút quay video bao. Đấy, đây là những cái bộ mà trang sức này cô bác này, truyền thống dân tộc Nùng, truyền thống người đồng bào dân tộc Nùng này cô bác này. Không biết là một sợi này thì rơi bao tiền này, đẹp phết này cô bác này. Này bao tiền chị? Hả? À, chỗ này 700 nghìn à? Ờ, chỗ này giá? Đừng quay vào người chị à? À, được, được, được chị ạ. Ô, thế là đẹp rồi chị. Đây, đây là những cái bộ mà truyền thống dân tộc. Một bộ của nó thì rơi vào tầm bao tiền chị? Đây, của chị ở bên này cơ. Của chị bên này á? À, của bà kia. Để cho em ra xem bên này một tí nhá. Cái này thì để châm cài tóc đúng không? Đấy, cái này thì để cài tóc ở trên đầu bà con này, cô bác này. À, hay có đúng đúng ở trên đầu này, này xong là dùng cái này cài xuống cụ hết lại, gọi là tóc là bọc bằng bạc luôn đấy. Nhấn này chị bán bao tiền một gái? 50.000 một cái. 50.000 một cái à? Thế thì em mua ủng hộ chị một cái nhá. Mua cho người yêu à? Không, em không có người yêu đâu. Hôm nọ em cũng mua em một cái đúng không? Mua bà này mà. À, thế hôm nọ em nên mua hộ chị nhá. À, thưa cô bác này, cái này là sẽ làm cái vòng cổ này. À, cái này là cài áo đen à? Cài dưới á? Thế không phải cài vào đây à? À, mua phòng tí. À. Nó phòng đấy không à? À. Cái này là để mà cài vào đầu này cô bác này. Cài vào những cái mũ như này này. Bây giờ một cái mũ mà gắn tí bạc lên này có vẻ là ra gì đấy nhỉ cô bác nhỉ? Lấy màu gì đấy? Cho em lấy màu nào cũng được mà. Màu này à? À, cháu Lực nghe bảo là nếu mà đeo bạc thì nó sẽ tránh là mình bị cảm hay gì đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng mua một cái để đi theo người luôn. Ô em làm gì có người yêu chị? Em chả đến nhà chị rồi. Dạ. Dạ. À chị nhà chị vợ anh chị vợ anh gì à? Anh Hương ấy. À vâng. À vâng, thế em không gặp chị ấy. Là cái vòng tay này thì bán bao tiền chị cái vòng này? 400.000 một cái. Ủa, 400.000 một cái. Em đeo được không? Ôi, mở như này thì chị sợ hỏng không? Tay hơi to, không có vừa được cô bác này. Ở đây nhà đứng cái vòng này thì là sẽ đến cái mùa cưới hay là cái mùa gì đấy thì được là bà con đeo rất là nhiều cô bác. Còn bây giờ thì ra bên này xem là có thêm những cái đồ gì nữa không? Có cái củ này củ gì đấy chị? Cô củ này củ gì đấy? Vâng. Ồ, nhộm vải á? À, cái củ này thì cũng là củ để nhộm vải này cô bác này. Thế ba cái củ này thì bao tiền? 10.000 á? Ui. À. Nhưng mà cái này nó bị làm sao thì ngâm cái phân lơ đi xuống ngâm à?
Cái củ này thì là sẽ bị đau khớp đầu gối này cô bác này, bị đau nướng khớp thì là thái ra xong là ngâm vào rượu. Liệu va ova ta ra và chín lên đấy. Cái này thì không có uống được này cô bác này, chỉ là lấy bôi luôn. Ê, cháu cảm ơn nhá. Ai Quân đi đi. Hôm nay thì sao không có mặc bộ đồ khác ấy? Đi một vòng thì là cũng hết chợ luôn rồi cô bác. Thì chắc bây giờ là mấy anh em sẽ đi kiếm cái gì ăn thôi cô bác. Xem là trên kia có thắng cố không để ba bốn anh em là đi ăn. Ở đây thì bà lại bán thêm một chai mật ong này cô bác này. Cháu lên ra hỏi mật ong bà là bán bao nhiêu. Nay này, nay được khá. Hả? Bà chết á? Ồ. Bà Hà khai khá à? Sao bà Hà làm khai luôn? Đi dân nằm mì à? Đi dân mì thứng, đi dân mì mũ bố bác. Ở đây chỗ à này? Ờ, là nó lái à? Mì cờ là nó cờ. Mấy cậu làm nó cờ đấy là nó tương mung ấy. Đấy là nó tương mung ấy ạ. Ừ, là nó tương thái. Bác hay cần cờ làm con cờ chứ này. Đi hợp giá thị trường nó ổn chứ này. Tương thái. Thế bác ở trên đây bác. Sinh năm ta mình xuất điện thoại mẹ ổn làm đi. Văn ơn làm kéo á. Sao văn ơn mình xuất điện thoại làm á. Thế bạn này làm nó xuất điện thoại bác đi văn ơn sát. Bây giờ chuẩn bị ai có nhìn được làm không? Nên làm phèo á? Nên chẳng không nó chơi cái gì nó chân nó thái thái rồi. Sao làm nó tương thái không? Bà Hà thái làm phèo? Bà Hà nó cũng thái làm thôi, chứ bà Hà cũng thái như cái nó cũng thái thật. Nó thì làm thứ bà Hà cả như mày? Hả? Cái đấy, nắm thở nước, nắm thở sạc lên, cái ồn đấy à, cái nóng mưa. Đây thì là cái chai mật ong nguyên chất của bác này, rất là đặc sệt này. Ôi bạc sóc là nó bớt tiếp thành và đây lán tâu ổ thêm và đây lán tâu thêm. Mà mình chết tàn mẹ bác. Hả? Này. Ồ, bạc sóc kìa. Bạc sóc kìa, bạc sóc kìa. Bạc lăng mi làm chất tạo á. Ông ngốc yếu. Hả? Anh ơi, có tiền lẻ không anh? Đổi đồ em một tờ. Anh có một tiền lẻ nào đổi cho em tớ? Đấy là xin phát đây. Chuyện các bà thì đi chợ thì không có tiền lẻ của bác. Thì bây giờ chắc cháu Lực phải đi đổi tiền lẻ đã. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đã mua được một cái chai mật ong ở chợ phiên này cô bác này. Chai mật ong này thì nguyên chất. Ở đây thì nếu mà có cô bác nào mà muốn quan tâm tới những cái đặc sản ở trên vùng cao thì có thể điện thoại cho cháu Lực để cho Lực mua và gửi tới tay cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị những cái chai mật ong là nguyên chất ở trên vùng cao này cô bác này. Bây giờ thì hai anh em sẽ là đi ba anh em bốn anh em sẽ là đi kiếm cái gì ăn ở đi xem mà có thắng cố không. Hả? Sử với Hải thì có muốn vòng không? Đi anh cho các em đi ném vòng đi. Cái vòng để anh em mình tận thưởng nhá. Đấy. Ở trên chợ này chỉ có một cái trò chơi là cái trò chơi mà ném vòng thôi các bác. Thì ra chợ. Hái ơi, chú ơi. Ăn kem không? Kem có quế không? Không à. Đấy, đi ra kia đi, đi ra kia đi bảo bán cho là mỗi người là 10 cái vòng như nào. Xem có vận may gì không? Hầu như là tuần nào cháu Lực lên thì cũng đều
là cho Sử với lại các em là đi ném vòng này này. Chị ơi lấy cho em 30 vòng ăn. Lớp xe nó tung cái này lại. Đấy anh em. Ô đây là mắc khén à? Ở đây này cô bác này, đây thì cũng là mắc khén nhưng mà còn tươi luôn. Mắc khén này thì để mà làm những cái đồ gia vị mà nướng thì rất là thơm, mắc khén với hạt dổi ấy. Có vẻ là hôm nay sẽ hơi ồn tí cho nên là mong tiếp hạt anh. Mong mong hứa đó mình. Xe gạt cho gạt đó. Ném ai từ từ thôi nha. Để lấy vận may nha. Dạ vâng. Cái cầu vắng. Được một cái rồi. Được không? Được không? Ai ai vừa ném được ấy? Hải à? À Sử à? Ôi Sử có một thành quả đấy. Ở đây thì xếp ra những cái lon này là ở chợ này chỉ có một cái trò chơi như này thôi cô bác ạ. Ôi quân thì như hết đi sao rồi? Hải ơi, ném cẩn thận đi Hải ơi. Hôm nào em ném được lắm mà. Lại rất xa mà. Hình như là được mỗi một lon này ra đúng không? Ôi Hải đi xịt rồi. Hải ra đây anh đi ném cho. Rồi. Được chưa? Được một lon thôi ạ. Hả? Một lon thôi ạ. Một lon này à? Sử là được một lon đúng không? Đi nhận thế nào? Được lon nào ấy? Lon đấy à? À chỉ có em Sử là ném được thôi. Đấy bây giờ thì để anh vứt vắt cho nhá. Chị lấy em 10 vòng nữa. 10.000 này bao tiền vòng chứ? 10.000 10 vòng á? Hôm nay bảo 11 vòng đấy. Đúng không? Thế nào một vòng á? Thế nãy mỗi người 30.000 rồi, 3 vòng nữa. Không có cái chiếm đấy đâu em ơi. Thế mà ăn cám à? Đây anh cho Hải đâu ra đây? Anh cho Hải 2 vòng này. Cho Hải 2 vòng này. Chị ơi! Chị ơi như thằng này bé thì cho nó đến đây được không? Hải ra đây ném đi. Anh treo đấy không được đâu, anh treo đấy không được đâu. Dạ. Ôi. Được rồi. À, anh cho quân em 2 vòng cái này. Ui anh tung luôn cả chục vòng luôn này các bác này. Chục vòng nhưng mà toạt bay ra ngoài thôi. Được chưa? Còn 4 vòng duy nhất thôi các bác. Ôi, ai được một lon rồi. Ôi, được một lon rồi. Về vay. Đây, đây chứ này. Ôi, được một lon rồi. May quá. Quân với Sử thì hai thanh niên. Quân với Hải thì hai anh em ném không được một lon nào này cô bác này. Có được gì à? Được một lon này. Thành quả của hai anh em. Đây là của cháu Lực với lại em Sử là mỗi người được một lon. Có đổi không? Có đổi. Thôi không đổi nữa nhỉ. Anh em mình đi bên kia đi. Xem có đồ gì không. Bây giờ thì gửi tiền cho chị đã. Đây anh cho Hải này, bé nhất này. Đây cho Hải này. Quét bao tiền đi.
Ở đây thì chắc là có tháng cố gì hay sao ấy. Ôi, cầm đồ nha, tí quên đấy. Cái này có phải của mình không? Không phải đâu. Đây. Để đó. Đưa vào đây, đưa vào đây. Cả chai một ông nữa. Thế bây giờ thì đi ra bên kia xem là có đồ gì không. Nào, ra đây nào. Chưa anh đi. Quân với Hải lấy một người ít bánh rán nhá. Nhá. Mua cho ông bà ăn. Mua cho ông à? Đây là cho mỗi người bánh này bao tiền cái là? 2.000 năm mỗi người 5 cái cho 2 túi bóng nhá, một túi nữa. Sử thì Hải thì thích ăn loại nào hơn? Hả? Này nhá, mua về nhá. À, cái đứa này, cái thằng này là em của thằng kia à? Vâng. Đấy, mua cả bánh rán luôn luôn. Ở trong chợ thì có đồ gì thì cháu Lực được thì cháu Lực sẽ mua cho các em luôn. Ôi, nào chiên lộ. Này. Ừ. Bà lán chiêm về linh này nó. Nó linh hả? Đây là cái gì đấy bà? À, địch ba. Ui, hôm nay thì có vẻ bán được nhiều này các bác này. Bác bà có nhiều tiền quá. Ôi. À, vâng, không sao bà. Bán này thì một ngày bán được bao nhiêu cân hả bà? Bán được 4-5 cân à? Một cân thì rơi được bao tiền mà bà đi ngay chợ mới bán thôi nhở. Vâng. Không biết là đây có đồ ngan gì không, nay thì chắc là lên là kiếm gà đen cho bồi bổ cho ba anh em á. Ở đây hỏi như nào, đây em có không? Chị ơi, có nguyên gà để bán không? Nguyên gà để bán không? Đây này, bán như thế nào? Cái của họ đấy. Gà của họ á? Không, cái thịt này là của họ. Họ có thịt gà thôi. Đây thì hết đồ rồi các bác, thì sẽ ra bên kia một chút nữa. Hôm nay thì có vẻ là rất là đông các bác, rất là đông bà con ra ra chợ. Ba ở đây bà bán gà không? À đây, bán cho ba cái đùi này. Cho ba cái đùi này. À, tiền này là cháu gửi. Có mỗi ba cái đùi thôi hả bà? Đấy. Lấy nguyên thịt gà cho ba đùi này. Đây bây giờ thì sẽ mua cho anh em là em Hải với em Sử với lại em Quân là mỗi người một cái đùi này. Gà này thì gà ta chứ. Gà ta chứ. Chào bác. Đấy cháu ba cái đùi á để vào bát á. Ba thì hết đây à? Ăn đây ạ. À? Hết đây à? Cho cháu cả ba cái đùi nhá, không phải chặt đâu. Đây thì có mũi là gà thôi. Bây giờ thì cháu được xé ra bên kia xem là có thêm là cái đồ gì nữa không. Anh lực nào với em ạ bác? Nó chấm cả mình cả một chim à? Bây giờ thì sẽ làm một cái bát nước chấm mà cần thấy. Quả này là quả gì ba?
nó còn nhăn. Cái nhăn nào cũng chắc phải chứ không phải là sẵn đấy. Như mà. À. Cái này là rổ hạt rổ này các bác này. Thơm lắm bác. Cháu ít rồi, cái này cháu nhiều là không ăn được rồi. Đây, cháu gửi này. Đấy, bây giờ thì anh em mình bóc chanh vào đi. Ôi, chết rồi. Ít cho quá đi. Cho một ít muối vào. Cho chín thì chín vào nữa, đúng rồi. Đấy, chín. Đấy, hôm nay thì sẽ cho các em là ăn gà là một bữa là no nê luôn. Nằm tập này. Đấy, bây giờ thì mỗi người một cái đùi đây. Chọn lên. Đấy, Hải chọn đi. Cho Hải bé trước thì anh chọn cho đây. Đây. Rồi. Này Quân. Ba cái bát nữa. Đấy, Quân đi lấy đi. Rồi. Đấy, bây giờ thì ăn đi. Trước khi ăn thì là mời đi. Rồi Quân. Tôi là Mãi. Hello mà. Rồi, nga sữa. Đấy, rồi. Hôm nay thì một tí là một tí ăn không ăn no nữa thì ăn phở sau nhờ. Đấy, hôm nay vừa rồi thì bốn anh em có là gọi là mỗi người là một cái đùi gà. Đấy, bây giờ thì ăn đi. Đây là cái bát nước chấm thần thánh của cô bác này. Khuấy cái nước này thì có vẻ mà nó sẽ rất là đậm đà này. Đấy, cầm cả miếng ăn này thì mới đậm đà được. Gà rất là ngon cô bác ạ. Gà này thì phải nói là gà bản đấy, cho nên là ăn thịt nó rất là ngọt và rất là chắc. Ăn đùi gà này xong thì còn ăn đêm phở được không? Có à? Quân này vẫn ăn được à? Thì Quân ăn hết rồi thì nếu mà ăn thêm thì gọi nhá. Thì ăn xong thì anh em mình là mang phở về cho ông, cho cả ông bà của Quân nữa. Này mà có cả con nó thì mấy tuyệt vời nhỉ. Đi kiếm gà đen nhưng mà gà đen hôm nay không có các bác ạ. Bây giờ thì muộn một chút rồi. Chấm với bát nước chấm mà chấm được qua này. Trong này thì sẽ gồm có là mắc khén này, hạt dổi này, chanh này. Rất là thơm luôn các bác. Hôm nay thì ăn sập chợ phiên luôn nhá. Hải thì ăn mạnh chấm đỡ đâu Hải? Chấm đỡ là này, chấm cho nó ngọt thôi, vừa thôi, đừng để cho nó cay quá. Ớt này thì màu nó đẹp đấy cô bác, chứ không có được cay lắm đâu. Đã bao giờ cầm cả đùi gà này ăn rồi chưa? Chưa. Chứ làm thêm một bát phở nữa nhá. Bác ơi, làm cho cháu thêm 3 bát phở nữa. Hải một bát nha, Sử một bát nha.
quân vào bát nha. Hôm nay anh em mình chiến là sập chợ phiên thì thôi. Bà để lại cái bát này luôn đi, cho nó cho tí bà đỡ phải rửa nhiều. Đấy, quân thì vừa bảo là bà thế thì có bác này để giúp cho bà là đỡ phải rửa bát nhiều. Nào, nào phở. Chị lầu yếu á? Ồ, lầu yếu chỉ biết lắng kìa. Lầu mê chứ. À hả? Em còn hốc kìa. Em còn hốc con luôn. Còn làm trái. Bác qua đây ta cơ mở hứa. Ta cơ mở hứa. Ờ. Con tàu bác hàng mai chá. Con tàu bác hàng mai chá. Bác ta cơ mở hứa nè. Ờ, là mở hứa nè. Các bạn với nhau đâu. Ờ. Xem cái đấy xem đấy mà xem. Xem cái đấy xem đấy đó. Hả? Xác đấy à? Xác đấy đó. Các ngà bà các vị. Vâng. Bà ta biết. Dạ em. Hay đi đúng mà. Con tộc bác màu hứa chá. Mới giống con bà. Bà con tộc bà màu hứa chá. Con tộc bà mà chị. Ờ. Ờ. Tin mua mà không có cái gì mà, đâu? Bên nhà tin mua mà cho tin có luôn. Dân tao bằng à? Bằng à? Thế người kia phải. Mà ta từ nay má đây, ta từ đây má. Ờ, chúng ta thằng đi trước chứ đâu? Ừ đừng. Ừ, chúng ta thằng đi trước chứ bộ thằng đứng cứ chờ. Hải đi ăn đã, ngậm miếng lên này cô bác này. À, cắn miếng nào. Các bạn cua mềm ạ. À? À, Sử thì có vẻ là ăn nhanh hơn này cô bác này. Hải đi ăn chậm hơn. Quả này nếu mà Thi ăn thì chắc là Sử là ăn nhanh nhất đấy nhờ. Sử thì lớn tuổi hơn. Đấy, ở đây thì Sử làm anh rồi. Làm anh cả em Hải, cả em Quân nữa. Hôm nay thì ông thì là ở nhà với các bác, phải một người ở nhà thì mới chăm lo được cho cái những con gia súc gia cầm. Còn em Quân cũng thế. Ông với bà thì cũng ở nhà. Thêm là bé Hiếu nữa. Bé Hiếu thì không có đi ra chợ, bảo là đi cho đi cùng, nhưng mà bé Hiếu không sợ xế thế cô bác. Thế ra là một tí về thì mua cho ông với bà với lại mỗi người một bát phở nhá. Đấy, bây giờ thì ba anh em sẽ chiến thêm là ba bát phở nữa. Vâng. Vừa gà thì phải cầm bằng tay luôn thì ăn nó mới ngon được cô bác. Ăn xong thì rửa tay. Đấy, xong là chiến em phở đi. Đấy, Hải thì ăn nhanh lên nhá. Các anh lớn hơn thì răng khỏe hơn thì ăn nhanh hơn rồi. Năng lâu mà. Bài Sử thì bây giờ được rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị là quan tâm, thì em ấy cũng thay đổi rất là nhiều. Gương mặt của em thì gần sáng đi và không có để lại trên mình những cái bộ tóc mà trước kia em ấy hay để nữa cô bác.
Đấy, để cho Hải đi, Hải để gia vị cho Hải đi. Hải đi một tí là đi cắt tóc luôn nhá. Đấy, một tí là anh đưa đi cắt tóc luôn. Tóc thì khá là dài rồi. À, bây giờ thì đi học thì anh sẽ không cắt cho nữa. Anh cắt cho để sợ là đến lớp là các bạn trêu. Ô mở lên, mong màn này chúng ta phiên tưng vào đây nào. Quân nó phải quân. Mà lo về đó. Chín mà. Quân thì san cho em sửa một chút này cô bác. Đấy. Sử thì lớn hơn thì sẽ ăn khỏe hơn. Hải thì vẫn ngậm đùi gà mà ăn mãi chưa xong thì các bác này. Cứ ăn đi, ăn từ từ nhá. Đây là cái thành quả mà em xử là uống được. Đấy, uống ăn mỗi người một bát phở này, một là cái đùi gà này, cộng thêm là nửa lon nước nữa. No chưa? Đấy, Hải thì vẫn còn chưa ăn xong đâu. Các anh ăn hết rồi. Sai sao chị đẹp nha. Đây á. Chị mày thua rồi. Ơi xì cơ mà. À, chị mày thôi, thôi chị mày thôi. Cô Mi hả ba? Chị mày thôi. Ăn không? Hả? Đấy, bây giờ thì là Hải cũng đã ăn hết rồi, Quân thì cũng đã ăn hết và Sử thì cũng đã ăn hết rồi. Bây giờ thì anh em mình có đi uống nước không? Hả? Nhớ là có đi ăn chè không? À, ăn được chè à? Thế thì bây giờ anh em mình đi ăn thêm có chè nữa nhá. Anh sẽ nhưng mà ăn no quá thì khó chịu nhá. Còn ăn được không? Uống được không? Được đúng không? Rồi. Bây giờ thì cầm đồ đi, cầm đồ cho anh em mình đi. Ôi, cẩn thận nha. Đấy, phải nói là những cái đồ ăn trên vùng cao của bác ăn thì rất là ngon và rất là đảm bảo luôn. Sứ với Hải thì có lấy chè để theo không? Hả? Hả? Đây, cầm mỗi người một cốc nhá. Có túi không gì? Chứ là chia mày cả đàn ngày chín chia mà. Hả? Rồi, nay cơ mà hứa. Chia mày cả đàn ngày chín rồi, chia vào, chín nước yêu nha. Chị lấy để tôi bóng em ăn. Ba cốc đi chị. Ba cốc này. Đấy, mua thêm cho ba anh em mỗi người là một cốc chè nữa. Nào lấy cái túi cho anh à. Cho anh thêm một cái nữa. Đấy, đây thì là của Hải với Sử nhá. Đây.
có bao tiền đi hả? Đó thôi, thế nào em lấy nước xong nhá. Nào ấy, cô bác chị thì biết là các em hình như là không có lấy tiền luôn. Đấy. Đi. Đây là chắc là bốn anh em là sẽ đi về rồi cô bác. Trên vùng cao thì cũng chẳng có cái đồ gì để cho các em chơi máy đâu, chỉ có là một cái trò ném vòng ở dưới kia thì các em thì cũng đã chơi xong rồi, và ăn uống mọi thứ mọi cái thì cũng đã xong rồi. Và bây giờ thì sẽ ra kia là lấy đồ, thì mấy anh em sẽ di chuyển là đi xuống nhà của em Quân đó cô bác. Hey, có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và trong thời gian qua thì xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em, và đã tin tưởng bạn em gửi những tấm lòng vàng đó để cho bạn em được thực hiện là người làm cái cầu nối tới những hoàn cảnh và tới các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác anh chị. Sao có phải cho xuống mà này. Nè nè. Nè. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Con kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ.